Triển khai thực hiện thông tư 54/2015 của Bộ Công an quy định mới về đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện. Đến nay toàn tỉnh cấp đăng ký mới được trên 8.000 xe máy điện các loại. Thông tư 54 đã góp phần nâng hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và tháo gỡ khó khăn đối với người dân khi làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe máy điện. Tuy nhiên, số xe mô tô điện, xe máy điện đăng ký còn thấp so với số phương tiện lưu thông thực tế. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, trước đây, người dân có tâm lý băn khoăn trước việc đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện bởi thủ tục khá phức tạp. Do vậy, Bộ Công an ban hành thông tư số 54 về việc bổ sung điều 25A của thông tư số 15 quy định về đăng ký xe đã đơn giản hóa một số thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho chủ phương tiện. Theo đó, từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, việc giải quyết đăng ký đối với mô tô điện, xe máy điện được thực hiện linh hoạt đối với những trường hợp thiếu một số giấy tờ như hóa đơn mua bán xe, chứng nhận đăng kiểm, giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện. Trong thời gian trên, người dân đến làm thủ tục chỉ cần mang theo các loại giấy tờ gồm bản tự khai đăng ký xe, bản sao sổ hộ khẩu và đem theo bản chính để đối chiếu đối với chủ xe là cá nhân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức đối với chủ xe là cơ quan tổ chức. Đặc biệt, toàn bộ các phí cấp đăng ký, cấp biển số được miễn phí cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2016, tất cả phương tiện phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật. Người dân phải nộp lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy điện như các phương tiện khác. Nếu chủ phương tiện không thực hiện, khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý bằng các hình thức, xử phạt hành chính, tạm giữ, tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xe. Để đáp ứng nhu cầu đăng ký mô tô, xe máy điện của người dân và tránh tình trạng quá tải tại một số địa phương, hiện nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ tại một số đơn vị. Đô đốc Công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên truyền để học sinh biết đến quy định phải đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện. Trong thời gian thực hiện thông tư 54, lực lượng tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra nhắc nhở người dân khi điều khiển xe mô tô điện, xe máy điện phải đăng ký xe theo quy định. Trong thông tư 54 này thì cũng đã giải quyết được nhiều vấn đề về vướng mắc cho công dân. Ví dụ như là được công dân đến đăng ký xe máy điện thì chỉ cần là đem xe máy điện đến cơ quan công an để kiểm tra phân biệt là xe máy điện và phân biệt là xe đạp. Và sau đó chúng tôi phát tờ khai cho công dân và công dân chỉ có kê khai tờ khai và photo sổ hộ khẩu và xuất trình chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu để đối chiếu và chúng tôi tiến hành làm thủ tục cho công dân. Tức là công dân được miễn về lệ phí đăng ký xe máy điện và được miễn toàn bộ về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện, được thực hiện cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016 này. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, các lực lượng chức năng sẽ xử phạt hành chính các trường hợp xe mô tô, xe máy điện lưu thông trên đường mà không có đăng ký theo đúng quy định tại Điều 17, Nghị định 171/2013 của Chính phủ. Theo đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy điện không có đăng ký, không gắn biển số, bị phạt tiền từ 300 đến 400.000 đồng.